Chào mừng các bạn đã đến hoặc là quay trở lại với kênh YouTube của ReviewOS. Và trong video này thì mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu về Trone Smart Halo 100, một mẫu loa dành cho party, dành cho những bữa tiệc ngoài trời vui chơi thoải mái của chúng ta. Mà party trong nhà đi cảnh thì chắc cũng được đấy. Mời các bạn cùng mình bắt đầu video để tìm hiểu nhé. Và mình là Công, tới từ ReviewOS. Nếu như các bạn quan tâm đến sản phẩm này thì mình sẽ để đường link ở phần mô tả để các bạn tiện tham khảo nhé. Nãy giờ mình cầm điện thoại bởi vì em loa này hỗ trợ điều chỉnh trực tiếp bằng điện thoại của mình luôn. Mình vừa mới chỉnh xong. Và bây giờ tạm thời mình sẽ để đằng sau để một chút nữa mình cùng các bạn nói về cái app này. Bây giờ thì mời các bạn cùng mình vào phần đầu tiên, đó chính là về thiết kế. Thiết kế của Trone Smart Halo 100 phải nói là khá khác biệt với những dòng loa trước đây của nhà Trone Smart. Nếu như trước giờ là loa nằm ngang và dài sang hai bên thì riêng em này không các bạn ơi, một dạng loa đứng như thế này. Loa party thường thì chúng ta hay để ở trong nhà và đôi khi trang trí nó không được hợp lý lắm. Nhưng mà với cái này thì trang trí ở trong nhà trông cũng rất là đẹp luôn. Nó như kiểu là mấy cái loa thùng ở trong nhà mình ấy, nhưng mà làm phiên bản nhỏ lại gọn hơn. Lại còn có cả LED RGB ở ngay mặt trước thế này, trông rất là hiện đại. Và nói về mặt chất liệu thì ở xung quanh của loa sẽ là làm từ nhựa và nhựa này cứng nhá, gõ vào cảm giác rất là đặc luôn. Còn ở mặt phía trước này sẽ là ê căng hoàn toàn làm bằng kim loại cho cảm giác cao cấp. Chúng ta sẽ có rất nhiều vị trí đèn LED ở trên cái loa này, một LED lớn nằm ở ngay khu vực loa bass và thêm hai LED nhỏ nữa nằm ở trên loa nhỏ này đây. Như vậy là với em loa này các bạn sẽ có tận 3 khu vực LED RGB. Còn nói về số hiệu ứng có thể thay đổi được thì một chút nữa mình sẽ đề cập ở trong phần app luôn. Và không biết nãy giờ có bạn nào để ý không, nhưng mà ở trên chiếc Halo 100 này sẽ có 3 đường tiếng rõ ràng luôn: bass, mid, treble. Và tổng số driver ở trên em này là lên tới 4 driver, 1, 2, 3, 4. Ái chà chà, thú vị phết nhờ. Và chính cái việc chia đường tiếng thế này cũng ảnh hưởng tới chất âm của loa khi mà mình nghe thử. Tất nhiên là trong phần chất âm mình chia sẻ với các bạn cái này. Còn bây giờ quay lên phần phía mặt trên của loa, các bạn sẽ có hệ thống điều khiển chính. Đây là toàn bộ hàng nút của loa luôn. Có một điểm mình hơi tiếc là hàng nút ở trên loa này không được làm nổi lên, đồng nghĩa với việc là muốn sử dụng được nó là bạn sẽ cần phải nhìn xem ký hiệu ở trên này là gì. Và tất nhiên là về mặt chức năng thì khá là đầy đủ. Có nút nguồn, có nút thay đổi đèn, có nút play bài, có nút tăng âm lượng, giảm âm lượng. Rồi là đồng thời một tính năng độc quyền của nhà Trone Smart cũng có là tính năng sound pull. Tính năng này sẽ tự động đẩy cho bài hát của bạn nghe âm thanh chi tiết hơn, rõ ràng hơn, sáng hơn. Cái nút M này là để chuyển giữa các chế độ ở trên loa, bởi vì cái loa là loa party nên trang bị đầy đủ chế độ. Có thể là Bluetooth, có thể là cắm dây qua 3.5 và có thể là đọc qua thẻ nhớ. Cuối cùng là chế độ để pairing hai chiếc loa với nhau. Tức là trong trường hợp các bạn mua một cái loa này về mà các bạn cảm thấy là có vẻ 60W chưa đủ để mình quẩy, anh em quất thêm cho mình một cái nữa, giống y hệt luôn. Kết nối hai loa này lại với nhau thì chắc chắn sân khấu âm thanh của bạn nghe sẽ vừa rộng hơn, vừa thoáng hơn mà âm thanh lại còn vừa to hơn, quẩy đã hơn. Và chúng ta đến với một chi tiết không thể thiếu ở trên những loa party, đó chính là cái tay cầm để xách đi. Một điểm mình rất thích ở trên cái loa này là tay cầm của nó cực kỳ êm, như kiểu các bạn cầm vào da thật ấy. Đấy, xách đi này rất là dễ dàng luôn anh em nhá. Chỉ cần đặt tay vào đây thôi, bạn bê loa đi bất kỳ đâu. Và cái tay cầm được làm rất là chắc chắn vào loa, bởi vì hai cái mấu giữ hai bên này này mình thấy làm rất là to và chắc chắn. Và phần cuối cùng ở trên chiếc loa này là hệ thống cổng kết nối nằm ở ngay phía đằng sau của loa. Khi các bạn lấy cái miếng cao su ra sẽ lộ ra toàn bộ cổng kết nối. Và như các bạn thấy là số lượng cổng kết nối rất là đầy đủ, cũng như là chúng ta sẽ có cổng C để sạc vào cho loa. Và theo như mình tìm hiểu được thì hiệu điện thế và dòng điện sạc vào là 5V 3A, tức là sạc 15W, như vậy cũng suýt soát sạc nhanh rồi. Hy vọng là các bạn sẽ cảm thấy hài lòng với điều này. Và để kết thúc phần thiết kế này, mình xin tiết lộ thêm một điều nữa là các bạn có thể sử dụng cổng USB ở ngay phía sau loa để biến chiếc loa này thành một cục pin dự phòng cho điện thoại của bạn. Trong trường hợp khẩn cấp mà các bạn không có gì để sạc thì hãy dùng em loa này. Và chúng ta cùng nhau sang phần thứ hai, đó chính là về công nghệ kết nối. Theo như mình tìm hiểu được thì công nghệ kết nối Bluetooth sẽ là 5.3 và khoảng cách truyền âm thanh lên tới 18m, tức là cực kỳ thoải mái ở trong những cái môi trường party của chúng ta. Và trong thử nghiệm thực tế thì mình đã có là để loa ngoài phòng khách, sau đó mình đi vào trong phòng ngủ của mình và có cách qua một lớp cửa luôn, nhưng loa vẫn nhận tín hiệu được và rất là ổn định. Còn về việc kết nối với những cái máy nào ngon thì mình có thử kết nối cái này với cả laptop của mình chạy Windows hay là laptop chạy macOS, rồi kể cả điện thoại của mình chạy Android và iOS thì đều ổn định hết. Nói chung là công nghệ Bluetooth mới bây giờ nó khá là xịn sò rồi, anh em cứ yên tâm sử dụng, vừa đảm bảo tiết kiệm năng lượng cho điện thoại của bạn mà vừa đảm bảo kết nối ổn định. Và phần tiếp theo thì mình sẽ cùng các bạn tới với những tính năng để biến chiếc loa này trở thành một em loa party. Đầu tiên là khả năng kháng nước IPX6. Với kháng nước thế này, chẳng may các bạn đi ra ngoài trời có mưa cũng không phải sợ nhá, em nó vẫn hùng dũng đứng trong cơn mưa bật cho bạn nghe nhạc. Nhưng mà IPX6 là chỉ mưa nhỏ thôi, không phải là mưa lớn hay mưa rào đâu. Nếu như mà mưa to quá thì nhớ lùi em nó vào trong nhà.
Và tiếp theo là về thời lượng sử dụng pin, thì viên pin được trang bị ở bên trong này có dung lượng là 6.000 mAh. Và theo như Tone Smart công bố thì các bạn chỉ cần để âm lượng của loa ở mức là 30%, bạn có thể bật nhạc liên tục trong vòng 15 tiếng đồng hồ. Như vậy là nếu như chúng ta để âm lượng ở mức là khoảng tầm 50%, thì cái việc bạn nghe nhạc trong tầm từ 8 đến 10 tiếng đồng hồ là điều hoàn toàn có thể. Một buổi party của chúng ta ở ngoài trời mà tầm 5 tiếng thôi là mình nghĩ cũng khá là thoải mái rồi. Bây giờ em này 8 đến 10 tiếng luôn thì nó ok chứ anh em? Nhớ để phần bình luận cho mình biết cái ý kiến của bạn nhá. Và bây giờ thì mời các bạn cùng mình tới với lại phần chất âm. Một cái loa party thì mình đánh giá cao nhất đó chính là về mặt âm lượng của loa, nó phải to trước đã. Thì mình có thử bật loa này ở mức 100% âm lượng và hơi bất ngờ một tí, đó chính là loa nó bị rè các bạn. Lần đầu tiên mình thấy Tone Smart bị rè khi ở mức max âm lượng như vậy. Mình đã có thử bật thêm cả sound pool lên nữa thì kết quả loa lại càng rè nhiều hơn. Nên là lưu ý với em loa này không để max 100% âm lượng nhá. Và hiện tại điện thoại mình sử dụng để test là iPhone 14 Pro Max trong điều kiện test chất âm. Bởi vì mình thấy cái DAC của chiếc iPhone có vẻ nó khá là trung thực và ổn nên mình sử dụng. Còn khi mình để ở mức 90% âm lượng thì cái vấn đề vừa rồi mình gặp phải hoàn toàn được giải quyết. Âm thanh phát ra từ loa của mình không bị rè nữa và vẫn đảm bảo độ to trong việc sử dụng. Mình nghĩ rằng cái vấn đề loa bị rè này là bởi vì đây là chiếc loa có 3 đường tiếng nên là có thể loa dưới chịu được, nhưng mà ba cái loa ở trên này lại không chịu được và trong quá trình nghe bạn sẽ cảm giác là nó bị thiếu công suất. Rồi ok, thì cái vấn đề là mình dự đoán như vậy thôi. Chúng ta nói chi tiết hơn về mặt chất âm của loa này khi nghe thì như thế nào. Mình thấy rằng là bởi vì chúng ta có phần EQ nên có thể tùy chỉnh nó theo từng thể loại nhạc. Nhưng mà bởi vì set chất âm thì mình sẽ để ở mức độ chính xác nhất là mức default, không điều chỉnh bất kỳ một cái gì cả. Ngay khi mình mới nghe bài đầu tiên ở trên loa, mình đã nhận ra rằng là chất âm của Tone Smart đúng theo kiểu là duy trì rất ổn định. Ở trên chiếc Tone Smart 3 SE mình nghe chất âm thế nào thì lên cái này mình cũng gặp lại chất âm như vậy. Chỉ có điều là em này có 3 đường tiếng, đâm ra cái giải mid của chúng ta nghe nó chi tiết hơn, nó trung thực hơn. Nếu như bạn là người nghe acoustic, các bạn thích nghe nhạc có vocal, hoặc là những bạn nào thích nghe nhạc vàng giống như mình, thì các bạn sẽ cảm thấy hài lòng với chất lượng ra từ cái loa này. Còn nói về việc chúng ta quẩy party thì cái loa này đáp ứng cho bạn được việc là tiếng của nó to, đặc biệt là tiếng ca sĩ rất là to và rõ ràng. Nhưng mà cái tiếng trống của chúng ta là tiếng bass thì mình thấy nó hơi ít. Cái tiếng trống này lúc mà mình nghe ở trong nhà thì mình cảm giác là nó hơi thiếu một tí, thiếu khoảng tầm 30% thì mới gọi là mức độ vừa đủ. Và tất nhiên là khi các bạn mang ra môi trường bên ngoài thiên nhiên thì cái tiếng trống của chúng ta nó càng giảm đi hơn. Đâm ra là khi mua cái loa này các bạn không nên kỳ vọng vào việc có một chiếc loa với khả năng siêu trầm. Và mình đã có thử chuyển sang chế độ là deep bass. Với chế độ deep bass này thì mình thấy là tiếng trống của chúng ta cũng được cải thiện nhưng mà không được nhiều lắm. Nó chỉ tăng lên được tầm 10-15% mà thôi. Nói chung là về giải trống của em này chưa thực sự ngon. Nhưng mà khi chúng ta xét sang giải mid thì mình đánh giá là ngon. Và đặc biệt là giải treble. Treble ở trên cái này đánh rất là tơi, nghe rất là sáng và rất là sướng. Nghe những cái bản nhạc trẻ của chúng ta nó có một tí treble vào, nghe cảm giác leng keng đã thật sự luôn. Còn khi mình nghe nhạc vàng thì sao? Với những bản nhạc vàng thông thường của mình thì cái treble này làm mình khá là hài lòng. Tuy nhiên là trong một số những bản nhạc hơi đặc thù một tí thì tiếng treble ở trên loa lại có vẻ hơi nhiều quá. Và khi mình nghe nhạc liên tục trong vòng 2 tiếng đồng hồ với tiếng treble cao như vậy thì có thể những đôi tai nhạy cảm các bạn sẽ cảm giác rằng là nó hơi bị chói nhẹ. Và trên đây là toàn bộ chia sẻ chi tiết của mình về mặt chất âm của em này. Nói chung là khi mua các bạn chỉ cần lưu ý cho mình là bởi vì loa 60W nên là âm lượng rất là lớn, nhưng mà tiếng trống ở trên em này lại chưa thực sự là căng và chưa thực sự là sâu. Nếu như mà chúng ta để nghe nhạc sương sương thì ok, còn những bạn nào mà yêu cầu nhạc phải là nhạc DJ giật giật, tiếng trống phải thật mạnh thì cái này không tái tạo được. Và để tri ân các bạn đã xem video với mình tới tận thời điểm này, mình sẽ cùng các bạn test nhanh một đoạn nhạc ở trên em loa này nhá. Lưu ý đeo tai nghe vào để cảm nhận tốt nhất. We'll be right back.
Bây giờ thì Công sẽ cùng các bạn tới phần cuối cùng ở trong video này, đó chính là về ứng dụng kết nối. Ứng dụng để kết nối có tên là Tone Smart. Các bạn chỉ cần đơn giản là kết nối điện thoại với loa thông qua Bluetooth thôi. Như vậy là xong, ứng dụng sẽ tự động nhận ở trong phần speaker. Đây, nhấn vào Tone Smart Halo 100. Các bạn nhìn nhá, searching một tí này sẽ nhận ra ngay là hiện tại loa của mình đang âm lượng là bao nhiêu. Mình tắt tiếng rồi để quay video với các bạn mà. Nếu như mà mình bật tiếng lên sẽ điều chỉnh như thế này, tắt tiếng đi. Ở ngay phía trên mình nhìn được là loa của mình còn 90% pin. Nhưng cái điểm hay nhất là khi mình bấm sang nút bên cạnh thì mình chỉnh equalizer cho loa của mình luôn. Có thể là default là mặc định hay là sound pool. Thì mình có một lời khuyên là khi các bạn đi ra ngoài nghe nhạc hay kể cả khi sử dụng những loa của Tone Smart thì tốt nhất các bạn để cho mình chế độ sound pool. Chế độ này boost tiếng vocal lên nghe rất là hay, tiếng ca sĩ của chúng ta cảm giác khá là sáng và chi tiết. Còn khi nào các bạn muốn nghe âm thanh trung thực nhất và cân bằng thì các bạn chọn cho mình chế độ default. Đây sẽ là cái mà mình cảm thấy hợp tai nhất. Tất nhiên là bạn có quyền tùy chỉnh lại cho các chế độ ở trong này sao cho các bạn cảm thấy thích. Tai mỗi người chúng ta là khác nhau mà. Và có một cái rất hay ở chỗ customize. Khi bấm vào chế độ này, bạn có thể tùy chỉnh EQ bằng chính tay của bạn. Bạn thích nghe kiểu gì thì bạn kéo như vậy. Bass có, midrange có, treble có, kéo thoải mái theo ý bạn nhé. Và ở trong phần bánh răng này của chúng ta thì bạn sẽ tùy chỉnh được luôn cả chế độ là chế độ Bluetooth, AUX, TF card hay là USIC, tức là cắm USB trực tiếp vào cái loa này để phát nhạc mà không cần tới điện thoại. Và bạn có thể điều chỉnh được luôn cả Stereo Pairing Mode ở trong này hay là chế độ LED Mode của chúng ta. Tổng cộng sẽ có tất cả là 5 LED. Đây các bạn nhìn cho mình nhá, là loa của mình đang như thế này. Bây giờ mình sẽ bật một bài nhạc lên và mình không nói nữa để cho mình không thu voice của mình vào. Nhưng mà lưu ý các bạn cũng sẽ không nghe được nhạc. Đoạn này chỉ có nhạc nền của mình thôi. Bởi vì những cái nhạc mình bật đôi khi bị dính bản quyền. Chủ yếu là mình demo cho các bạn xem là tính năng LED của chúng ta như thế nào. Và vừa rồi là 5 chế độ đèn LED RGB khác nhau ở trên cái loa này, có thể cảm ứng được theo nhạc của bạn luôn. Nhạc nháy, LED nháy theo rất là đẹp và giúp cho buổi party của chúng ta trở nên sống động hơn. Tới đây thì Công sẽ kết thúc video và các bạn thấy sao về Tone Smart Halo 100 với công suất 60W cùng những điều mình đánh giá với các bạn, thời lượng sử dụng pin trâu nữa thì các bạn cảm thấy hài lòng hay không? Và bạn có định mua em này hay không thì nhớ để phần bình luận cho mình cùng biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong những video lần sau của Review OS.